Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 5 trong sách Shinkansen Master nhé. Bài 5 chúng ta sẽ có tên bài là Đá Kê. Chúng ta sẽ học các mẫu câu nó gần giống như là cái nghĩa của cái từ đó, đúng nhỉ? Có nghĩa là chỉ. Và đặc biệt là trong các bài này ấy, thì tất cả các ngữ pháp nó đều chung một cái chữ Hán, đúng nhỉ? Đấy là chữ gì thì chúng ta sẽ nhìn luôn vào cái phần 1, đúng nhỉ? Phần 1, cấu trúc đầu tiên, Ni Kagi Di. Các bạn, mọi người nhìn thấy là ngữ pháp này sẽ có cái chữ hạ, đúng không? Đọc là Kagi nhé. Thì tất cả các ngữ pháp ở trong bài này đều có cái chữ đó. Và cái chữ hạ này nó sẽ tạo ra một cái họ gọi là họ Kagi, là mà họ có khoảng hơn 10 mẫu câu na ná nhau, đúng nhỉ? Rất là dễ gây nhầm lẫn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học khoảng 5-6 mẫu ở trong đó. Bây giờ chúng ta đi vào mẫu đầu tiên này. Ichi ni kagi ri, có nghĩa là chỉ riêng. Các bạn quan sát câu chuyện nhé. Đây là một bạn nữ, đúng nhỉ? Tên là Genki. Bạn gì nhỉ? Bạn ấy đi xin việc này, bạn nói là shigoto o sagashitai desu kedo, ii shigoto o shokai shite itadakemasen ka? Là gì nhỉ? Em đang muốn tìm một công việc, chị có thể giới thiệu cho em một cái công việc nào mà việc nhẹ lương cao được không? Đúng nhỉ? Bà nói là gì đấy? Ii desu yo, mite. Có đấy em, nhìn đi. Kono shigoto wa kyurio ga takai shi, bonus mo oi desu yo. Cái công việc này này lương cao này còn được thưởng nhiều nữa. Con bé tin luôn và bắt đầu gì nhỉ? Bắt đầu đi làm đúng không? Đấy là công việc gì nhỉ? Toilet paper, bán giấy vệ sinh. Irasshaimase, toilet paper, taihen okai toku. Có nghĩa là gì nhỉ? Chào mừng quý khách, xin mời quý khách mua gì đây? Mua ngay những cái cuộn giấy vệ sinh, mua sẽ có rất là có hời đấy đúng không? Okai toku là mua 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 được với giá rất là hời nhá. Đây có mỗi gosen dong thôi này, có 5.000 đồng thôi. Vậy thì câu này chúng ta sẽ có là Ni pack ijo kau okyaku sama ni kagiri kono onedan, tức là cái giá 5.000 này không phải là dành cho tất cả mọi khách hàng mà là chỉ dành riêng cho những cái vị khách nào mà mua Ni pack là gì nhỉ? Hai cuộn trở lên thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái ni kagi này nó dùng để làm gì đấy? Để thể hiện cái đặc quyền đặc lợi của một đối tượng riêng biệt, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của mẫu này nhé. Setsuzoku, cấu trúc cấu thành nó sẽ đi với danh từ, chỉ đi với danh từ thôi, các bạn lưu ý nhá. N cộng ni kagi đi. Về cách sử dụng này, nó là cách nói trang trọng, dùng nhiều trong văn viết, dùng khi trình bày với mọi người nói chung. Đấy, nó là cách nói trang trọng này, dùng nhiều trong văn viết và dùng khi trình bày với mọi người nói chung, hoàn cảnh công khai ấy. Đấy. Chứ còn thực ra thì không, chúng ta không dùng với bạn bè, người thân trong nhà bình thường mà dùng với nghĩa như thế đâu nhá. Thứ hai ấy, nó đi kèm với những danh từ thể hiện đối tượng của sự đối đãi khác biệt. Tức là cái N này này nó sẽ là cái đối tượng của sự đối đãi đó. Ví dụ như câu trên, ví dụ chúng ta có đây là ô cái cự sama thì những cái vị khách này đúng nhỉ? Sẽ là đối tượng của cái đối đãi của cái giá như thế. Ngoại lệ và thường mang tính tích cực. Nó thường mang tính tích cực các bạn nhé. Đấy, tức là chỉ riêng đối tượng đó sẽ được hưởng cái đặc quyền đặc lợi nhất định nào đó, chứ rất ít khi nó mang nghĩa tiêu cực. Ví dụ như là ít khi người ta nói cái kiểu câu là chỉ gì nhỉ? Chỉ riêng những người mà không có bằng lái ô tô khi lái xe sẽ bị phạt chẳng hạn, ít khi người ta nói kiểu đấy lắm. Người ta hay dùng cái kiểu là chỉ riêng những người có bằng lái ô tô thì sẽ nhận được cơ hội gì gì đó, đấy, nó mang tính tích cực. Tiếp theo, đó là về phía sau nó thể hiện sự đối đãi ngoại lệ dành cho đối tượng ở vế trước đó, thì cái này chúng ta biết rồi. Giống như câu này ấy, cái đối đãi đặc biệt là kono nedan, đúng nhỉ? Là cái giá này. Và nó thường không dùng thể phủ định hay là câu kêu gọi đối phương hành động ở đằng sau. Bây giờ chúng ta đi vào phần câu ví dụ nhá. Ichi này, このチラシをご持参のお客様に限り、すべての商品を1割引きでお買い求めいただけます。Đây chúng ta ngắt ra một chút cho nó dễ dịch này. Đấy, đây đọc là ni kagi ri nhá. Cái này phân viết cho mọi người quan sát một chút. Ni kagi ri, đây đằng trước là từ okiu sama là từ chỉ người, chỉ riêng những vị đúng nhỉ, mà di sang là gì nhỉ? Đây là đọc là di sang. Nó sẽ bằng motte kuru, mang đến hoặc là mang theo. Chỉ riêng những cái vị nào mà mang theo cái kono chirashi ấy. Cái chirashi là cái gì nhỉ? Cái tờ rơi, nó giống từ panfletto ấy. Chỉ riêng những cái vị nào mà mang theo cái tờ rơi này ấy, thì
gì đấy thì có thể làm sao? Có thể kai motome là yêu cầu mua đúng nhỉ? Yêu cầu mua subete no shouhin, yêu cầu mua tất cả sản phẩm với cái ưu đãi là giảm bao nhiêu? Giảm 10% đúng nhỉ? Đấy thì các bạn thấy nhá, đằng trước này là từ chỉ đối tượng, từ chỉ người, và đằng sau là cái đặc quyền đặc lợi chỉ dành cho đối tượng đó, và các bạn thấy là đây là một điều rất là tốt đúng không? Tiếp theo câu số 2, kiseki ryu ga seito na bai ni kagiri shuseki atsukai ni shimasu ga sore igai no kiseki wa mitomemasen. Chúng ta lại phân tích tiếp nhé, chúng ta ngắt ở đây một cái này. Nikagiri trong trường này thì nó không phải là người nữa mà nó trường hợp, ví dụ đây là chỉ riêng những cái trường hợp mà kesekiriyu, nó là chữ khuyết, chữ tịch, và lý và do có nghĩa là cái lý do vắng mặt đấy. Nó seto nó là gì ạ? Chữ chính và chữ đương có nghĩa là chính đáng đấy. Đấy thực ra là đương nó có cách đọc là đang hay là đương, thì đáng này từ nó biến biến một tí để chữ đang này ra đúng nhỉ, cái này chúng ta đọc là seto có nghĩa là chính đáng các bạn nhé. Chỉ riêng những cái trường hợp mà gì nhỉ, mà có lý do vắng mặt chính đáng thì shuseki atsukai, đây có cái chữ Hán này là atsukai, chữ cháp có nghĩa đối xử, các bạn học ở kanji N1 thì chúng tôi sẽ đối xử như là, chúng tôi sẽ coi như là shuseki vắng có mặt đúng nhỉ. Còn những cái trường hợp vắng mặt ngoài cái đó, sore đây là gì đây, là cái mà nghỉ mà không có cái lý do chính đáng ấy, ngoài cái trường hợp nghỉ đấy ra thì chúng tôi sẽ mitomemasen, chúng tôi sẽ không công nhận đấy, không được chấp nhận. Thì chúng ta cũng thấy là cái này cũng gần như tương tự đúng nhỉ, chỉ riêng những cái đối tượng này, những cái trường hợp này thì được cái ưu đãi đúng nhỉ, được cái một cái đặc quyền đặc lợi đấy là được coi như là có mặt đấy, còn những cái còn cái trường hợp đằng sau thì không liên quan đến cái vế nikagiri. Rồi tiếp theo câu số 3 này. この病院は午後6時までですが、急を要する患者さんに限り、時間外でも診察いたします。Đây chúng ta ngắt ở đây nhá. Nikagiri là gì nhỉ? Chỉ riêng. Bệnh viện này á, thì làm việc đến 6 giờ tối. Thế nhưng mà chỉ riêng những cái can dạ là gì nhỉ? Học ở phần Goi N2 rồi. Can dạ là bệnh nhân. Chỉ riêng những bệnh nhân nào mà yếu sự là cần gấp đúng nhỉ, đấy, cần phẫu thuật gấp hay là có nhu cầu ấy, thì dù là gì càng gai, dù là ngoài khung giờ làm việc, chúng tôi vẫn xin sát sự là gì nhỉ, chúng tôi vẫn khám bệnh đúng không. Itashimasu là lịch sự của shimasu nhá, nó là kiểu nó là dạng khiêm nhường ngữ của shimasu đó. Thì các bạn thấy rằng cả ba câu đều là đằng sau là cái điều tốt đúng nhỉ, đặc quyền đặc lợi của một đối tượng nếu mà thỏa mãn cái trường hợp đằng trước đấy. Lưu ý để chúng ta làm bài kiểm tra có thể là có nhé, hoặc là bài thi. Tiếp theo ngữ pháp số 2, kagiri wa, kagiri hoặc là kagiri wa nghĩa là chừng nào còn thì, ví dụ đây là một gì nhỉ, đây là một người trẻ đúng không, đấy đây là một ông cụ, và người trẻ nói là gì đây nhỉ, đây là ông cụ này, đây là núi Phú Sĩ này đấy, người trẻ nói là 80 sai na no ni yama ni noboru nante sugoi desu ne. Bác 80 tuổi rồi vậy mà còn leo được núi, thật là giỏi. Ông nói là gì đây nhỉ? Karada ga genki na kagiri wa, đây là gì đấy? Thô ra o tsuzuke tsumori desu, đúng không? Tsuzukeru tsumori desu. Nó bảo là chừng nào mà cơ thể bác còn khỏe ấy, thì bác sẽ còn tiếp tục leo núi. Đấy. Thì ý là gì đây? Trong cái trường hợp đúng nhỉ, trong cái phạm vi mà gì nhỉ, mà trạng thái khỏe mạnh của bác còn tiếp diễn thì bác vẫn tiếp tục làm cái hành động đằng sau nhá. Đấy là cái đầu tiên, hoặc cái một cái ví dụ này này, đấy, hai ông bà cụ rất là cao tuổi rồi mà vẫn còn rất là kiểu như vợ chồng son đúng không? Thì chúng ta thấy rằng ông ấy nói với bà là câu như này. Watashi ga ikiru kagiri wa anata wo aishi tsukeru, tức là chừng nào mà anh còn sống ấy thì anh sẽ tiếp tục yêu em. Đấy thì chúng ta thấy rằng đằng trước là trạng thái đúng không nhỉ, là người này sống này, trong trường hợp đúng không đấy, cứ mà người này còn sống ấy thì luôn luôn cái tiếp diễn đằng sau đấy là tiếp tục yêu người này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ pháp
Kagiriwa trong trường hợp như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu thành câu này. Shizuzoku cách cấu thành. Chúng ta sẽ có cái mẫu này nó chỉ đi với lại dạng gì nhỉ? Dạng thông thường của thì hiện tại thôi, không đi với thể ta, thể quá khứ đâu các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chia thể thông thường ở dạng hiện tại đấy. Tính từ đối với lại tính từ đuôi na thì các bạn sẽ bỏ đà và thêm na hoặc deru. Danh từ sẽ bỏ đà thêm deru và cộng với kagiri hoặc kagiriwa vào. Những cái nào mà người ta để dấu ngoặc như này thì có thể các bạn bỏ đi cũng được, không sao. Về cách sử dụng này, mẫu câu nó diễn tả ý ấy, trong giới hạn khoảng thời gian một trạng thái tiếp diễn thì cũng có một trạng thái khác diễn ra liên tục. Do vậy cả về trước và về sau đều là cái cách nói thể hiện trạng thái, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ gạch vài cái chỗ quan trọng nhé. Đây, trong giới hạn một khoảng thời gian một trạng thái tiếp diễn thì trạng thái khác cũng diễn ra một cách liên tục. Về trước hay là về sau ấy, nó là thể hiện trạng thái, đúng không? Đấy, ví dụ các bạn quan sát lại câu này. Đây. Trong giới hạn cái khung thời gian mà cái này nó diễn ra thì cái đằng sau cũng tiếp tục, đúng không nhỉ? Đấy. Thì cả cái này đều mang tính chất trạng thái nhé. Cả cái này cũng, cái này mặc dù là ai si chư kê rự, nó là động từ, đúng không nhỉ? Tiếp tục làm gì đó, thế nhưng mà mặc dù là động từ đấy, thế nhưng mà nó biểu thị cái trạng thái nó kéo dài liên tục. Tương tự cái này cũng thế. Đấy, các bạn thấy này. Trong trạng thái, trong phạm vi trạng thái mà còn khỏe thì sẽ tiếp tục leo núi. Đây là một mẫu câu mang ý nghĩa điều kiện. Do vậy về sau chúng ta sẽ không dùng thể quá khứ, đuôi đằng sau không dùng thể tờ nhá. Một số câu ví dụ này. Ichi Kono machi ni sunde iru kagiri itsu demo shinsen na tabemono ga te ni hairu. Koko wa yasai mo sakana mo hofu da. Tức là chừng nào mà còn gì đấy, chừng nào mà còn sống ở thành phố này ấy, thì bất cứ lúc nào cũng có thể có được đồ ăn tươi ngon, đúng nhỉ? Đây các bạn thấy có cái từ kagiri này, đằng trước là cái phạm vi mà cứ khi nào, cứ lúc nào mà các bạn còn sống ở trong cái thành phố này ấy, thì bất cứ lúc nào cũng có cái trạng thái này nó xảy ra được đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây cả rau lẫn cá đều rất là ngon, đúng nhỉ? Rất là phong phú. Câu số 2 này. Sa chou ga kangei kata o kaenai kagiri wa kono kaisha wa nani mo kawaranai no de wa nai ka. Ở đây các bạn lưu ý có một ngữ pháp là no de wa nai ka. Trông thì nó là dạng gì đấy nhỉ? Trông thì nó giống dạng phủ định nhưng mà thực ra thì nó bằng tôi nghĩ là, đúng nhỉ? Nhưng mà người ta tránh cái sắc thái khẳng định thì người ta sẽ dùng dạng phủ định theo kiểu nói ngược, tự hỏi ngược lại. Đấy, câu này nghĩa là chẳng phải là chừng nào mà giám đốc còn gì đấy, còn chưa thay đổi cái cách suy nghĩ. Đây, các bạn thấy ngữ pháp đây nhá. Chẳng phải là ấy, chừng nào mà sa chô ngọ kangei kata o kaenai, chừng nào mà giám đốc còn chưa thay đổi cách suy nghĩ ấy, thì kono kaisha wa nani mo kawara nai, thì cái công ty này sẽ chẳng có một cái sự thay đổi gì cả. Ông giám đốc là cái ông to gần như to nhất của công ty, đúng không nhỉ? Ông không thay đổi thì làm sao mà công ty thay đổi được. Câu số 3 này. Ashi ga jobu na kagiri mada mada yama nobori ga tanoshimeru daro. Nghĩa là chừng nào mà chân còn gì nhỉ? Chừng nào mà chân còn khỏe mạnh ấy thì có lẽ là vẫn còn có thể gì nhỉ? Leo núi được, vẫn có thể vui leo núi. Đấy, cũng tương tự như vậy nhá. Hay là oya de aru kagiri wa kodomo ni tai suru sekinin ga aru to omou. Có nghĩa là chừng nào còn là cha mẹ thì tôi nghĩ là còn phải có trách nhiệm với con cái. Thì đây các bạn thấy là đây nó dùng dạng gì đấy? Đây nó dùng là teiru này cộng với lại kagiri này. Đây là dạng venai này. Đây là tính từ đuôi na và đây là danh từ là dùng de aru. Đấy, đấy là cách chia của chúng ta, các bạn lưu ý nhá. Đó là thẻ hiện tại, đúng không nhỉ? Thẻ thông thường hiện tại cộng với kagiri. Đối với lại tính từ na thì là na hoặc de aru. Còn đối với lại danh từ sẽ là de aru. Còn cách dịch là gì nhỉ? Chừng nào còn cái đằng trước thì có thể cái đằng sau, thì còn tiếp diễn cái đằng sau. Cả hai cái đều là mang tính chất trạng thái. Đấy. Cách dùng số 3. Ngữ pháp số 3 của chúng ta là kagiri de wa.
Kagiri đấy bạn, nó mang nghĩa là trong phạm vi hoặc là theo những gì. Chúng ta quan sát câu chuyện nhá. Đây đây là công chúa này, công chúa ngủ trong rừng này. Đây là hoàng tử đúng không? Hoàng tử. Yokata kigatsuita, may quá gì nhỉ, em tỉnh rồi. Ara watashi. Đây bắt đầu mới kiểu ngớ người ra, không biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Ano toki ringo tatta hitokuchi tabeta bakari ni taurete shimatta, là gì nhỉ? À, lúc đó em chỉ vì em cắn mỗi một cái miếng táo thôi mà đã ngất đi rồi. Thì đây là ông quốc vương đúng không nhỉ? Ông bố nói là Oboeteru kagiri dewa anata ga a yon goko, kiểu như là theo những gì mà tao nhớ đúng nhỉ, thì theo những gì mà bố nhớ thì mày phải ăn đến 4 năm quả ấy, đây còn nguyên cái lõi táo để lại đấy. Đấy vậy thì ông sẽ lục lại những cái gì mà ông ấy nhớ lại đấy, thì ông ấy đưa ra. Thì khi mà lấy một nguồn thông tin mà mình có và mình bảo là trong giới hạn cái nguồn thông tin đó thì cái sự thật, cái thông tin là như thế nào như thế này, thì các bạn sẽ có thể sử dụng ngữ pháp là kagiri đều ạ, như vậy. Đấy, đấy là cái câu chuyện của chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần Seijutsu cự cách cấu thành này. Khi các bạn cộng với danh từ sẽ là có thêm trợ từ no cộng với kagiri đều ạ. Đối với động từ thì các bạn sẽ là có v rự, v tờ hay là vt rự cộng với kagiri đều ạ. Về cách sử dụng này thì mẫu này ấy, nó đi kèm với những từ liên quan tới việc có được thông tin. Đấy, ví dụ những từ đấy thông thường là ví dụ như là mi tờ là nhìn này, nghe này, ki tờ đúng nhỉ, nhớ, oboe rự, oboe te rự, rồi thì biết, shite rự, điều tra đúng nhỉ, shirabe tờ hay là cho sợ là danh từ. Đó, nó là những cái từ mang tính chất cố định như vậy thôi, chứ không phải là các bạn thích chọn cái từ gì cũng được đâu nhá. Đấy, nó sẽ cố định một vài từ đây, có thể viết ở đây cho các bạn nhớ luôn này, mi rự này. Các bạn tự chia cái cấu trúc nhé, không phải là nó chỉ chia thể ấy đâu, nó chỉ chia cái dạng v rự này đâu, nhưng mà để thể từ điển hết ghi cửa rồi thì oboe rự, shiru, shiraberu, chosa, vân vân. Đó, đó là những từ hay đi kèm. Và vế sau là câu thể hiện thông tin hoặc phán đoán. Câu thể hiện thông tin hoặc phán đoán. Và nó sẽ không mang tính chất, thường là không mang tính chất kêu gọi ý chí. Ví dụ, ý chí này. Kon kai no chou sa no kagiri de wa shorui ni misu wa nakata, là gì nhỉ? Trong giới hạn lần kiểm tra này ấy, thì trong tài liệu không có sai sót nào cả. Đây mọi người quan sát thấy có cái gì đấy ạ, đây bởi vì là danh từ chô sợ, do vậy là sẽ dùng dạng gì nhỉ, n cộng với no đúng không? Đấy, trong giới hạn lần kiểm tra này nhá, trong tất cả những cái gì mà liên quan đến lần kiểm tra này ấy, thì lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, lần 7 trong cái lần kiểm tra này đều không có sai sót ở trong tài liệu đúng không, và người ta đưa ra đến kết luận dựa trên cái thông tin đấy là như vậy. Đằng sau là một cái thông tin đây này, nhi bằng này. Chốt tổ mi ta kagiri de wa こちらの商品とあちらの商品では違いがないと思うのですが、どうして値段が違うんですか？Có nghĩa là theo những gì tôi đã nhìn thấy ấy, theo những gì tôi đã thấy ấy, thì cái gì nhỉ? Cái mặt hàng ở đây này, với lại cái mặt hàng ở đây, cái sản phẩm này và sản phẩm kia ấy, thì nó không có cái sự khác nhau nào. Thế nhưng mà tại sao giá lại khác nhau? Thì đây cũng vậy, người ta dùng động từ là gì đấy, người ta dùng động từ là mita đúng không, người ta đưa đến cái việc nhìn đấy là cái nguồn thông tin, người ta căn cứ đấy nhá, người ta nhìn thấy bao nhiêu là người ta đưa hết toàn bộ những cái người ta nhìn thấy đấy người ta cho vào đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức này. Thì thực ra thì khi dịch thì nó sẽ gần giống ngữ pháp thố đi hay là yoni ở trong N3 chúng ta học rồi. Thế nhưng mà thông thường mấy cái đấy nó mang tính chất kiểu như là để mào đầu hay là để thông báo cái sự giống nhau ở giữa cái nguồn thông tin được kiểm chứng, còn cái này nó mang tính chất là gì nhỉ, thể hiện cái việc trong giới hạn cái thông tin mình có được thì có cái thông tin khác là như thế nào như thế nào. Thực ra các bạn cũng sẽ không cần phải phân biệt, cũng không có bài nào như thế đâu, nhưng mà nói thêm cái ý như vậy để các bạn sẽ nếu mà bạn nào thắc mắc bảo sao nó thấy giống giống là theo những gì thì nó gần giống như yoni hay thori, thì các bạn sẽ hiểu ra là như vậy.
Câu số 3 này. Watashi ga shitteru kagiri dewa kono kinjo ni hanaya wa arimasen. Tức là trong giới hạn những gì mà tôi biết ấy, theo những gì mà tôi biết thì sao? Thì ở gần đây không có cái cửa hàng hoa nào hết. Đấy các bạn thấy này, rõ ràng là tất cả đằng sau đều là mang tính chất giống như là gì đấy? Giống như là phán đoán hoặc là thông tin đúng không? Đó, đó là những cái mà mẫu câu số 2 nó thể hiện, mẫu câu số 3 thể hiện nhé. Và thông thường chỉ đi với những động từ này thôi. Mẫu câu số 4 là nikagite, thế nhưng mà mẫu câu này có tận 3 cách dùng. Đấy, 3 cách dùng cơ. Thực ra là 4 cách dùng, có một cách dùng khác nữa nhưng mà ở trong sách Shinkansen người ta không viết, nhưng mà sách try người ta có viết. Cách dùng đó là riêng này, đúng vào lúc ai chứ riêng. Chúng ta đi vào từng cách một nhá. Ví dụ đầu tiên. Nghĩa là riêng này. Kanpai, kanpai, ba bạn nữ uống rượu, ăn gì nhỉ? Ăn taco đúng không? Ăn bạch tuộc nướng rồi ăn đồ nướng đấy. Nó có câu là gì đây nhỉ? À, mainichi instant ramen bakari tabete iru ga kyō ni kagitte yakimono o tabeyo. Nghĩa là bình thường thì chỉ có toàn ăn mì tôm thôi, thế nhưng mà riêng hôm nay ấy, ăn đồ nướng nào các chế ấy, đúng nhỉ? Đấy. Thì có nghĩa là à mọi ngày là như vậy, nhưng mà hôm nay là một cái ngày đặc biệt, một ngày khác hoàn toàn, không giống như mọi ngày. Thì để nhấn mạnh cái sắc thái đó, chúng ta sẽ sử dụng nikagite với nghĩa đầu tiên. Cách dùng là danh từ cộng nikagite. Ý nghĩa cách sử dụng là mẫu câu này nó thể hiện rằng bình thường thì luôn thế này, nhưng chỉ riêng lần đó là không như vậy. Đấy. Ví dụ hudan sake nado amari nomanai kare ga kyō nikagite kanari nonda. Nani ka atta no daro ka? Có nghĩa là gì nhỉ? Hắn ta ấy, anh ấy là cái người mà bình thường thì những cái như là rượu thì chẳng mấy khi uống, nhưng mà riêng hôm nay lại uống nhiều. Đây các bạn thấy này, nó sẽ đặt. Đây là cái nikagite nhá, nikagite. Bình thường đúng nhỉ? Đây là fudan. Bình thường ấy thì osake nado amari nomanai thì không có uống. Nó trái ngược hoàn toàn với lại kanari nonda đúng không? Đấy. Có mỗi cái ngày hôm nay ấy là khác biệt, là không như lẽ thường này thôi. Và người ta đưa ra phán đoán là chắc là có cái chuyện gì xảy ra rồi. Câu số 2 này. Watashi wa itsumo wa ekimae de kaimono suru no da ga sono hi ni kagite kuruma de toku no super made ita. Nghĩa là tôi luôn luôn mua đồ, đúng nhỉ? Tôi luôn luôn shopping ở trước ga. Thế nhưng riêng hôm nay tôi lại đi ô tô đến một siêu thị xa. Thông thường thì nó hay đi kèm với lại những cái từ chỉ thời gian đúng không? Đấy. Do vậy nó kiểu như là kyo này, rồi sono hi, ano hi, rồi thì konkai. Đấy, mấy cái từ kiểu kiểu chỉ thời gian như thế nhá. Đấy. Đây chúng ta khoanh lại cái này. Sao lại ra cái này nhỉ? Chọn nhầm rồi. Nó ra cái gì đây? Đây. Bình thường của tôi này là gì nhỉ? Itsumo ekimade kaimono. Tôi toàn mua đồ ở đây thôi, nhưng mà cái lần đấy nó lại khác biệt, bởi vì sao? Nó sẽ đi ô tô đến đâu? Đến một cái siêu thị xa. Chính sự khác biệt này mà sẽ giúp chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp nikagite. Đằng trước là từ sono hi là riêng cái ngày hôm đó. Doshite ano hi nikagite betsu no michi o toro to omotta no ka omoidasenai. Nghĩa là tôi không thể nhớ ra là tại sao có mỗi hôm đấy tôi lại định đi cái đường khác, đúng nhỉ? Bình thường thì mình đi cái đường khác, nhưng mà chỉ riêng cái hôm ngày hôm đấy mình lại quyết định là đi cái con đường đó. Đây là cái sự khác nhau nhá. Nghĩa B của chúng ta nó mang nghĩa là đúng vào lúc. Đây, rất là nhiều lần mình lập kế hoạch là đi chạy vì gì nhỉ? Vì sức khỏe, vì thể chất đấy, vì để cải thiện thể chất lẫn tinh thần. Và mình nói là Asta kara hayaku okite jogging suru koto ni shita. Tức là từ mai ấy, thì mình quyết định là phải dậy sớm này, tập chạy. Thế nhưng mà thật là đen đủi đúng không nhỉ? Đang hajime yo to shita toki ni kagite ame ga furidashita shitanaku shikata naku yameta. Thế nhưng mà đúng cái lúc mà tôi định bắt đầu ấy, tôi xỏ giày rồi đúng không, tôi mặc quần áo thể dục rồi, tôi đang định bước ra rồi, đúng cái lúc đấy thì trời lại đổ mưa. Hết cách đúng nhỉ? Ông trời không cho mình làm thì thôi, mình không làm nữa, mình bỏ. Thì
nó với nghĩa số 2 này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Đúng vào lúc. Đấy. Cách dùng nhá sẽ là danh từ này cộng với lại nikagite. Đấy, đây là cách chia của nó. Thế nhưng danh từ này thì là những cái gì đây? Các bạn quan sát. Mẫu câu nó thể hiện ấy, điều không may xảy đến đúng vào lúc không nên xảy ra. Điều không may xảy đến đúng vào lúc không nên xảy ra. Đấy, ví dụ như trên này, các bạn thấy là gì đấy? À, điều không may của chúng ta là trời đổ mưa. Vào đúng cái lúc không nên xảy ra, đấy là cái lúc mà chúng ta bắt đầu làm gì? Đấy, thì dùng để nhấn mạnh cái sắc thái đó. Còn nếu mà các bạn, thực ra thì cái này các bạn có thể dùng ngữ pháp gì nhỉ? Nếu mà không phải là cái từ Hajime Yotoshita, các bạn có thể dùng cái từ các bạn có thể dùng ngữ pháp sai chiêu chẳng hạn, đang làm gì đó thì cái gì đó nó xảy ra bất ngờ đúng không? Thế nhưng mà để nó nhấn mạnh cái sắc thái là điều không may xảy ra đúng vào lúc không nên xảy ra thì sẽ sử dụng cái ngữ pháp này là hợp lý nhất. Về phía sau nó mang ý nghĩa là có tình huống xấu xảy ra. Nhớ phải là tình huống xấu nhá. Toàn thể câu ấy nó thể hiện sự bất mãn của người nói. Ví dụ này, Ichi. Niwa no teire wo shiyou to omotte iru hi ni kagite ame ga furu. Có nghĩa là đúng cái ngày mà định dọn vườn, đúng nhỉ? Niwa no teire wo suru có nghĩa là dọn vườn, dọn dẹp vườn thì trời lại đổ mưa. Thì chúng ta thấy cái điều không hay là trời đổ mưa đúng không? Lúc không nên xảy ra là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang định làm gì nhỉ? Dọn vườn. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi kèm như thế. Cái này cũng gần giống cái trên, cái này cũng thường đi với những cái từ chỉ thời gian. Kyo wa taisetsu na yoji ga atta no ni, konna toki ni kagite, kodomo ga netsu wo dashite shimatta. Có nghĩa là hôm nay tôi có việc rất là quan trọng, thế mà đúng vào cái lúc này con tôi lại bị sốt mới chết chứ, đúng không? Thì chúng ta thấy gì nhỉ? À, cái điều không hay đấy là gì đấy? Đấy là con mình bị sốt. Đấy, con mình bị sốt. Vì sao? Bởi vì có cái việc gì nhỉ? Có cái việc quan trọng. Đấy. Konnatoki nó được nó cái lúc như thế này thì chính là cái lúc mà có cái việc quan trọng ấy. Thì đi kèm với nikagite là như vậy. Nghĩa 3, nghĩa C của chúng ta. Chúng ta quan sát bức tranh này. Cô giáo, đây là trong giờ kiểm tra nhé, cô giáo đang quan sát này và nói này. À, Genki nani wo shiteru? Tomodachi no kotae wo utsuteru? Là gì đây? Genki em đang làm cái gì đấy? Em đang chép bài của bạn à? Nó mới nói là gì đấy? Sensei, utsuteru no dewa arimasen. Pen wo sagashiterun desu. Sensei không phải là em chép bài của bạn đâu mà em đang tìm bút, đúng nhỉ? Nó chống chế như vậy. Và cô giáo mời phụ huynh đến. Cô giáo nói là Kino Genki wa Kaningu shimashita. À, chị ơi, hôm qua con bé này nó chép bài, đúng nhỉ? Nó gian lận. Xong là bà mẹ nói là Kaningu? Uchi no ko ni kagite sonna koto wo suru hazu ga arimasen yo. Cái gì? Chép bài á? Ai chứ riêng con tôi thì không bao giờ nó làm cái chuyện như vậy, đúng nhỉ? Không đời nào nó làm cái chuyện như thế. Đấy. Bà mẹ này rất là tin tưởng con gái của mình, đúng không nhỉ? Và không bao giờ tin rằng con mình làm những chuyện như vậy. Do vậy là để thể hiện cái sự tin tưởng vào một đối tượng, dẫn đến cái quan niệm là đối tượng đấy sẽ không làm chuyện xấu, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ pháp nikagite mang nghĩa số 3 như vậy nhá. Setsuzoku này, đó là danh từ cộng nikagite. Về cách sử dụng, mẫu câu này thể hiện ý ấy, vì đặc biệt tin tưởng nên chắc chắn là không có chuyện xấu về đối tượng. Đây, đặc biệt tin tưởng này. Chắc chắn là không có chuyện xấu về đối tượng. Đấy. Vế sau dùng thể phủ định thể hiện phán đoán của người nói. Các bạn thấy đây này. Đây các bạn thấy này, đặc biệt tin tưởng này. Cho nên là không tin là con gái mình làm cái chuyện là Sonakoto suru hazu ga arimasen, là làm gì có cái chuyện như vậy, đúng không nhỉ? Cái chuyện đấy là cái chuyện gian lận, là một điều không tốt. Ví dụ Ichi này. Uchi no ko ni kagite tomodachi wo ijimeru koto wa nai to omomasu ga totemo yasashii kō nan desu yo, nghĩa là ai chứ riêng con tôi ấy, thì tôi nghĩ lại không có chuyện nó bắt nạt bạn bè đâu, nó là đứa hiền lành lắm, đúng nhỉ? Hay là ni bằng ano restaurant ni kagite furui shokuzai nado tsukau hazu ga nai to omotteita no ni,
là gì nhỉ? À, tôi đã nghĩ là chỗ nào chứ riêng cái nhà hàng này ấy, thì làm gì có cái chuyện người ta lại sử dụng cái nguyên liệu cũ đâu. Thế mà đây có cái dạng tà nô nhĩ, có nghĩa là à vậy mà nó lại không đúng như mình nghĩ, đúng nhỉ? Đấy thì với cách nghĩ, với nghĩa số 3 của chúng ta là mang nghĩa là gì đấy? Vì đặc biệt tin tưởng đối tượng mà chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ không bao giờ cho rằng người ta sẽ làm việc xấu, đúng không nhỉ? Như vậy là có 3 nikagite thì nikagite 1 là gì nhỉ? Mọi khi vẫn làm nhưng mà chỉ riêng một cái lúc nào đó không làm như thế, làm khác đi thì dùng với nghĩa sắc thái đầu tiên. Nghĩa số 2 là gì? À đúng cái lúc đấy, đúng cái lúc mà không nên xảy ra một cái chuyện thì nó lại xảy ra một cái điều không hay. Và nghĩa số 3 là vì tin tưởng nên là không tin rằng đối tượng làm cái chuyện xấu, thì là cách dùng số 3 nhá. Đấy. Cách dùng số 4 của chúng ta đó là chính những bọn kiểu như là chính những bọn hay nói đạo lý thì thường sống lỗi ấy, kiểu thế. Nhưng mà cái này ở trong phần giáo trình cho người ta đề cập. Mẫu này cũng không dùng nhiều lắm cho nên là mình cũng không đề cập đến ở đây, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên gì nhỉ? Tham khảo thêm ở trên 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 mạng, hoặc là khi mà có điều kiện thì mình sẽ làm một cái clip tổng hợp tất cả các mẫu câu về kagi. Chúng ta có nhiều lắm, có đến gần 10 mẫu cơ, hơn 10 mẫu cơ. Đấy thì khi đấy thì chúng ta sẽ ôn lại có cả cái đấy nhá. Rồi bây giờ thì chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.